Chào cả nhà, hôm nay Thu Hồng gặp lại mọi người trong một video giới thiệu về một sự kiện rất là lớn trong môn science hiện nay rất là đang được quan tâm tại Mỹ. Đấy là hiện tượng nhật thực toàn phần vào ngày 21 tháng 8 tới đây năm 2017. Và Thu Hồng sẽ giới thiệu những cái trang web rất là hay để cung cấp toàn bộ thông tin cực kỳ là đầy đủ về sự kiện lớn này. Đây là một sự kiện đang rất là được mong đợi ở trên toàn nước Mỹ, và trong vòng 100 năm trở lại đây thì cái sự kiện này mới lặp lại ở trên nước Mỹ, tức là người dân Mỹ có thể chứng kiến cái hiện tượng nhật thực toàn phần, và ở mỗi một cái vùng khác nhau thì hiện tượng nhật thực toàn phần sẽ diễn ra vào cái thời điểm khác nhau. Và đây là cái trang web đầu tiên mà Thu Hồng giới thiệu, đấy là trang web chính thức của NASA về sự kiện này. Thì khi mà vào đây thì cái trang web đấy là eclipse2017.nasa.gov, và trong này là có đầy đủ tất cả những cái thông tin mà mọi người cần biết về hiện tượng nhật thực toàn phần, Eclipse 101, rồi những cái sự kiện kèm theo cái hiện tượng nhật thực toàn phần ngày 21 tháng 8 tới đây, rồi tất cả những cái thông tin về khoa học, rồi những cái hoạt động, ví dụ như là Eclipse Viewing như thế nào, rồi những cái dự án nghệ thuật của hiện tượng nhật thực toàn phần. Hoặc là trong cái phần Education thì mọi người có thể là ví dụ ở các cái hoạt động mà được diễn ra ở tất cả những cái trường học tại Mỹ K-12, từ hệ thống từ tiểu học cho đến cấp 3, rồi homeschool thì có thể là làm những cái dự án gì để có thể theo dõi cái hiện tượng tuyệt vời này. Và hay nhất là cái phần resources, thì đây là mình giới thiệu qua cái trang chủ của cái Eclipse 2017 này đã nhá. Như thường đã nói lúc đầu, đấy là sự kiện này sẽ diễn ra vào ngày thứ hai 21 tháng 8 năm 2017. Và trong cái trang này thì có cái phần đếm ngược, ta chỉ còn 9 ngày và 17 tiếng 40 phút nữa là đến cái sự kiện lớn này. Trong cái phần này cũng có cái phần tắt, phím tắt là để vào những cái trang mà và những cái tab mà mình đã nói ở trên rồi. Một cái phần rất là lớn khi mà nói về cái quan sát cái hiện tượng nhật thực toàn phần, đấy là phải nói về cái tính an toàn, đúng không ạ? Thì cái phần safety, nói về những cái cách làm kính này, rồi là làm thế nào để quan sát được hiện tượng nhật thực toàn phần mà không có bị ảnh hưởng đến mắt. Thì đấy là cái điều mà người lớn rất là hết sức chú ý, nhất là khi mà cho các em ở tại các trường học xem. Thì trong cái phần event này thì mình sẽ quay lại cái tab ở phía trên này. Trong cái phần event thì sẽ có cái Eclipse Livestream, thế nên là nếu mà hôm đấy mọi người mà thức khuya được, thì tại mình biết là nếu mà khoảng độ buổi chiều ở Mỹ, tức là đêm ở Việt Nam, đúng không ạ, thì nếu mà mọi người có thể thức khuya được thì mọi người có thể vào xem cái phần livestream này. Một cái phần nữa mà Thu Hồng rất là thích, đấy là cái phần resources này có rất là nhiều những cái nguồn tài liệu hay. Ví dụ click vào cái downloadable thì nó sẽ cho ra tất cả những cái dụ bản đồ của cái hiện tượng nhật thực toàn phần này ở từng cái khu vực, từng tiểu bang của nước Mỹ, sẽ vào thời điểm nào, rồi mấy giờ, và cái vòng xoay như thế nào, xem được bao nhiêu phần trăm, và sau đấy là những cái project rất là, rồi là những cái thông tin liên quan đến mặt trời cũng như là những cái các cái hành tinh. Thì đây là toàn bộ phần này là đều có thể download được và hoàn toàn miễn phí. Thì đấy là cái trang đầu tiên. Cái trang thứ hai mà thường muốn giới thiệu, đấy là cái trang giới thiệu một cái dự án mà tự làm, DIY, tức là do it yourself project, tức là một cái dự án mà hoàn toàn có thể tự mình làm được. Thì đây là cái trang gọi là timeanddate.com. Thế xong bên trong đấy thì người ta giới thiệu cách mà làm một cái kính, nó rất là đơn giản thôi, từ cái bìa giấy cắt tông để có thể xem cái nhật thực toàn phần. Ta không cần mình phải mua kính đắt tiền gì cả, mà nhiều khi nó lại là có lỗi thì mình có thể tự tạo ra. Thì cứ theo những cái bước đơn giản như thế này thì có thể tạo ra một cái kính để xem cái hiện tượng nhật thực toàn phần. Một cái trang nữa rất là hay, đấy là giới thiệu toàn bộ những cái hiện tượng ánh sáng mà rất là kỳ ảo xảy ra khi mà
hiện tượng nhật thực toàn phần diễn ra. Ví dụ như thế này, ví dụ như là lúc mà mình nhìn thì cái dưới mặt đất mà phía chỗ mà có cái cây á, cái tán cây ấy, thì sẽ tại vì là nó có cái hiện tượng là những cái khe hở của những cái lá thì nó phản ánh cái một phần của mặt trời, thì nó tạo thành rất là nhiều những cái hình ảnh giống như là cái mặt trăng lúc mà nửa vầng trăng ấy, thì rất là thú vị. Thì đây chỉ là một trong số rất là nhiều hiện tượng mà người ta giới thiệu trên cái trang web này. Một cái nữa cũng rất là hay, đấy là ví dụ như chỉ khoảng độ vài phút trước khi mà mặt trăng ta che toàn bộ mặt trời, thì cái khu vực xung quanh cái chỗ mình đứng ấy, thì nó được thắp sáng lên, tức là nó sáng một cách rất là kỳ ảo, rất là khác so với cả lúc mà mặt trời lặn hay là mặt trời mọc. Thế thì mọi thứ nhìn giống như là kiểu mình mang một cái kính tối màu mà nhìn như kiểu là không có thực vậy. Thế một cái hiện tượng nữa cũng rất là hay. Thường xin nói là cái mà lúc mà quầng toàn bộ cái vầng mặt trời mà bị che bởi mặt trăng thì nó gọi là corona, thì gọi là nhật quang, cái vầng ánh sáng hoặc là cái vầng sáng xung quanh thì nó gọi là corona. Thì đấy là một cũng lại là một cái hiện tượng rất là hay trong lúc mà xem quan sát nhật thực toàn phần. Một cái hiện tượng nữa rất là hay được giới thiệu ở trên cái trang này, đấy là khoảng độ vài khoảng độ mà à không không phải là vài phút, mà tức là ngay mà khi mà mặt trăng che toàn bộ bao phủ toàn bộ mặt trời, thì lúc đấy bầu trời thì như mình biết, mình có thể tưởng tượng hình dung ra là đã tối đen lại đúng không ạ, và đặc biệt là cái không khí thì lập tức là nó sẽ trở lên nên lạnh. Khoảng độ nhiệt độ nó giảm khoảng độ 20 độ Fahrenheit. 20 độ Fahrenheit thì mình nghĩ là khoảng độ nếu mà chia 3 ra thì khoảng độ 7 đến 8 độ C. Thế thì lúc đấy thì các cái loài vật cảm thấy rất là lúng túng, luống cuống, mà ví dụ như là rơi thì có thể là bắt đầu bay loạn xị lên bởi vì nghĩ đến buổi đêm, rồi là chim chóc thì có thể là đi về tổ, rồi dế, rồi những cái con mà sống với ban đêm thì có thể lại bắt đầu lên tiếng đúng không ạ. Thì đấy là ba cái trang web mà thường giới thiệu để mọi người có thể tìm hiểu thêm về cái hiện tượng nhật thực toàn phần vào ngày 21 tháng 8 tới đây tại Mỹ. Thì hy vọng là mọi người sẽ có thể tham gia cùng với cả các bạn nhỏ ở Mỹ cũng như là người dân Mỹ vào cái ngày 21 tháng 8 tới, một cái sự kiện rất là được mong đợi hiện nay, không chỉ là trong giới khoa học mà của mọi người dân ở trên nước Mỹ và đặc biệt là các em nhỏ. Thì hẹn mọi người ở những cái video tiếp theo, và nếu như mọi người chưa đăng nhập kênh YouTube của Thu Hồng thì nhớ click vào đây nhé. Hẹn mọi người ở những cái post tiếp theo của Học Kiểu Mỹ Tại Nhà. Chào tạm biệt và chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ.